tập 8, nhờ hào quang của cậu ấy tiến lên. Cuối cùng thì mẹ cũng hiểu rồi, con gái lớn rồi, tự con có quyền quyết định rồi đúng không? Mẹ không quản con nổi nữa đúng không? Nhưng mà em vẫn quản được anh đúng không? Em mặc kệ, không cần biết anh dùng cách gì, anh chuyển nó sang lớp xã hội cho em. Anh mà không đổi được thì em nói cho anh biết, kể từ ngày mai quần áo của anh tự giặt, cơm anh tự nấu, em mặc kệ anh đấy. Em thật là Tiễn Tiễn, hôm nay giáo viên đến nhà đưa cái này cho ba mẹ. Con nói xem mẹ con không tức giận sao được. Tiễn Tiễn à, con biết tại sao mẹ con lại như vậy không? Mẹ cảm thấy con lớn rồi, không cần mẹ nữa, mà mẹ không biết thể hiện như thế nào nên mới như vậy. Con phải hiểu cho mẹ. Ba cũng phải phê bình con vài câu. Tại sao con lại giấu ba mẹ nộp tờ đơn đăng ký nguyện vọng này vậy? Ba, con sai rồi, con không nên giấu ba mẹ. Ba nói với mẹ, đừng chuyển con sang lớp xã hội được không? Bây giờ con ở lớp này rất tốt, rất vui. Hơn nữa, con cũng không muốn rời xa các bạn của con. Vậy được, mẹ con cứ để ba đi nói giúp con. Nhưng mà năng lực của ba có hạn, chỉ có thể cho con thời gian một tháng. Kỳ thi tháng sau con mà thi được thành tích tốt, biết đâu chuyện này vẫn còn có cách để giải quyết, được không? Cho nên trước mắt việc chia lớp ban tự nhiên và xã hội tạm thời là như vậy. Đương nhiên đây cũng không phải là kết quả cuối cùng. Nếu như có bạn nào sau một thời gian học tập cảm thấy mình vẫn muốn học môn xã hội hơn thì mau chóng đến tìm thầy, chúng ta nhanh chóng điều chỉnh lại. Đề thi của lần chia lớp này thầy không giảng nữa, lát nữa sẽ phát đáp án cho các em. Mỗi người về làm một bộ phân tích về những câu sai, sau đó nộp cho thầy trước thứ sáu, được không? Rồi chúng ta học tiếp thôi. Chỉ có thể cho con thời gian một tháng. Kỳ thi tháng sau con mà thi được thành tích tốt, biết đâu chuyện này còn có cách giải quyết, được không? Nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ, cảm giác việc chia lớp này cũng không có thay đổi gì lớn. Đó là bởi vì số người chọn ban xã hội vốn đã ít mà. Sao lại không có thay đổi lớn? Nữ thần Dương Thuần Tử đi rồi, cậu tiếc nuối vậy cơ à? Vậy cậu đi cùng cậu ấy đi. Không kịp nữa rồi. Cậu biết còn chuyện gì không kịp nữa không? Chuyện gì vậy? Để game lần trước cho cậu mượn, giờ tôi không cho mượn nữa. Đừng ba. Bà cô à, cậu cho tôi mượn chơi một chút đi. Giờ cậu đi hỏi Dương Thuần Tử có không. Cậu mượn cậu ấy đi. Tôi không đưa đấy. Tống Tử Kỳ, Khổng Sa Địch, hai em đứng dậy cho thầy. Đều tại cậu hết. Ra đằng sau đứng đi. Các em khác, các em mở cuốn đề toán cơ bản 3 ra, dở đến trang 23. Chúng ta tiếp tục học. Hôm nay chúng ta học về thuật toán Euclid. Thuật toán Euclid là một thuật toán được ghi lại trong bộ cơ sở của Euclid Grace.
không có hai số không bằng nhau. Nếu liên tục lấy số lớn trừ số bé, nếu số dư luôn luôn nhỏ hơn số đứng trước, cho đến khi số dư chỉ còn một đơn vị, ba. Tiện tiện, sao ba lại đến từ của con? Chẳng phải nói sẽ cho con thời gian một tháng sao? Ba đến in chút tài liệu. Mấy anh ở tầng trên hỏng rồi, yên tâm. Ba nói chuyện với mẹ con chưa? Mẹ vẫn đang giận sao? Ít nhiều vẫn còn giận một chút. Mẹ con còn đưa ra một điều kiện, điểm tổng hợp môn tự nhiên phải trên 270 điểm. Chị chẳng phải muốn lấy mạng con sao? Đem mạng của con cho mẹ là được. Còn bé ngốc, sinh mạng của con vốn chỉ là mẹ cho. Vậy đó, năng lực của ba có hạn, chỉ có thể giúp con tới đó. Cố lên nhé. Cảm ơn ba. 270 điểm thi kiểu gì được? Vừa thi đấu vừa ôn tập, là người bình thường thì đều không chịu được. Đáng thương quá. Tỉnh rồi à? Có phải cậu lại thức đêm làm đề không? Cậu như vậy có mệt quá không? Có ngủ đủ giấc không? Không sao đâu. Chẳng phải tôi đã ngủ bù rồi sao? Cậu làm sao vậy? Cho hỏi, có cách nào có thể khiến tổng điểm môn tự nhiên đạt 270 điểm trong một tháng không? Nằm mơ đi. Cậu bây giờ ấy, đừng nghĩ những cái khác, làm thêm nhiều đề thi. Với trình độ bây giờ của cậu, đừng nói 270 điểm, đến 250 điểm còn khó. Cậu mới 250 ý. Ít nhất thì bây giờ tôi phải bắt đầu cố gắng mới được. Cố lên. Nào, Thông Thông, ăn nhiều thịt dầu. Con trai đang tuổi lớn, ăn nhiều dầu. Mẹ, sao hôm nay mẹ làm nhiều món ngon như vậy? Chẳng phải vì bồi bổ cho hai đứa học hành đó sao? Mau ăn đi, lát nữa nguội hết. Ngon thật. Mẹ, mẹ vất vả rồi. Ăn nhiều một chút đi mẹ. Mẹ đã làm hơn 10 năm rồi, mới nghe được một lời nói mát dạ. Nào Thông Thông, con ăn nhiều dầu. Tối nay thịnh soạn vậy sao? Của anh đâu? Anh cũng không đói lắm. Mấy mẹ con ăn với nhau đi. Anh đi đọc sách một lát. Ngày mai cuối tuần đưa con đi cắt kính độ nặng. Cảm ơn mẹ. Không được buông lơi đấy. Đã giao hẹn tổng điểm môn tự nhiên được 270, thiếu một điểm cũng không được. Thiếu một điểm cũng không được.
cả lớp trật tự. Buổi kiểm tra vật lý tuần trước đã có kết quả rồi. Thầy Dương bảo mỗi bạn hoàn thành phân tích lỗi sai trong vòng một tuần, đến văn phòng tìm thầy. Mọi người đừng quên nhé. Sao vậy? Hết cứu nổi rồi. Tôi xem nào. Câu này cậu viết sai công thức rồi. Câu này lẽ ra không được mất điểm. Còn cả câu này, cậu hiểu sai đề. Chất lượng bóng bàn là một câu hỏi 7. Câu này cũng không nên mất điểm. Câu này càng vô lý hơn. Phía trước cậu đều đúng, phía sau tự nhiên sai ngay, cách tính đơn giản. Lúc đó cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi mà làm đúng hết thì gửi được 90 điểm là tôi rồi. Làm sai lại còn lý do. Câu này Tiễn Tiễn, học trưởng, sao anh lại ở đây? Anh lên đại học không cần đến lớp à? Còn chưa khai giảng mà, nên muốn tới thăm em. Bây giờ em có thời gian không? Cô yêu cầu với em cao như vậy, chứng tỏ cô tin tưởng em có khả năng. Cho nên em cũng đừng quá nản lòng. Bởi vì anh tin em có thể làm được. Em cũng tưởng là em có thể làm được. Nhưng không có so sánh thì không có đau thương. Có gì không hiểu em có thể hỏi anh. Chẳng phải anh học ban xã hội sao? Coi thường anh sao? Vậy em thì anh vẫn dư sức. Có lẽ là em cảm thấy bản thân hơi mất lòng tin rồi. Nhưng mà cảm ơn anh nhé. Phải rồi, anh đến đây còn có một chuyện. Hôm lễ tốt nghiệp ấy, vốn định chụp chung với em một tấm ảnh, nhưng mà không kịp. Hôm nay em phải bù một tấm cho anh. Không thành vấn đề. Nào, không ngờ chớp mắt một cái anh đã là sinh viên đại học rồi. Vậy không phải chúng ta sẽ rất lâu không gặp nhau sao? Lo gì chứ, đừng nghĩ anh vẫn sẽ về. Em phải vào lớp rồi. Lát nữa thầy chủ nhiệm vào rồi. Tiễn Tiễn, cái này tặng cho em. Mong em có thể luôn cười như vậy. Nhất định. Mau vào lớp đi. Tiễn Tiễn, tôi đột nhiên nhớ ra. Ai chụp ảnh cho cậu vậy? Lúc nãy học trưởng chụp cho tôi.
Tôi xem nào. Cậu nhìn này, ngoái đầu lại cười nữa. Đàn anh này cũng biết chụp ảnh đó chứ. Cậu xem này. Nguyên nhân làm sai tôi viết hết ra cho cậu rồi. Tối nay cậu về xem kỹ cả hai bộ đề này nữa. Tối nay làm xong mai đưa cho tôi. Một buổi tối làm hai bộ đề sao? Nếu như cảm thấy khó, cậu có thể không làm. Dù gì 200 điểm môn tự nhiên vẫn có trường để học mà. Không phải là tôi không làm. Châu Thư Diệt, sao cậu tàn nhẫn với Tiễn Tiễn nhà tôi như vậy? Tôi tàn nhẫn với cậu ấy. Thi đại học cũng tàn nhẫn hơn tôi nhiều. Tôi đang giúp cậu ấy thôi. Hay là cậu lo dự toán Olympic trước đi. Được. Vậy từ giờ tôi mặc kệ cậu. Tiễn Tiễn, sao cháu vẫn chưa đến trường? Chào cô, cháu đang đợi Châu Tư Diệt. Cậu ấy xuống chưa? Nó không nói với cháu sao? Sáng nay nó đã ngồi xe với đội tuyển Olympic toán đến trại huấn luyện rồi. Vậy cháu biết rồi. Vậy cháu đi trước. Đi đường cẩn thận nhé. Cháu chào cô. Chào cháu. Lãnh đạo Tượng Thiên Cổ, phong lưu nhân vật, cố lũy Tây Biên, nhân đạo thi Tam Quốc Châu Lan Xích Bích, loạn Thạch Xuyên không kinh đào phách án, huyện khởi thiên đuôi tuyết. Châu Tư Diệt đi thi Olympic rồi. Tôi mới phát hiện những ngày tháng không có bạn cùng bàn thật là không quen. Giống như cậu ấy xông pha vào chiến trường. Có lẽ đây là ảo giác của tôi. Dù sao cậu ấy có lẽ cũng đã quá quen thuộc với cuộc sống thi đấu như vậy rồi. Như kim hữu thùy kham trích, thủ chiêu suy nhi độc tự chẩm sinh đắc hắc. Ngô đồng cách kiếm tế vũ, đáo hoàng hôn điểm điểm trích trích. Sước thứ đệ chậm nhất cá tự sầu liễu đắc. Lưu cảm thấy cậu ấy sẽ đến thế giới to hơn, rộng lớn hơn. Dựa vào ánh sáng của cậu ấy, tôi cũng nhìn thấy dáng vẻ của sự rộng lớn. Tôi mới nhận thức được tôi cũng muốn tới đó, không bị bỏ lại phía sau. Tôi nghe nói đội đẩy tạ gần đây không có kế hoạch tuyển thành viên. Được rồi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Cậu làm tôi hết hồn. Theo dõi người khác sao? Tôi không có theo dõi. Cứng miệng ghê. Cái tên Tống Tử Kỳ này, tan học không đợi tôi đã đành, lại còn đi về cùng với bạn nữ khác. Bực hết cả mình. Ghen rồi sao? Tôi còn lâu mới ghen. Tôi về nhà đây. Thì chuyện là cậu có cách nào hay không? Các thì vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng mà bụng tôi có hơi đói. Hiểu rồi, xong ngay. Đi thôi.
Tiến Tiến, Sa Địch Kha Khả. Tiến Tiến, dạo gần đây sao cậu chăm chỉ vậy? Sắp đến kỳ thi tháng rồi, tôi phải chuẩn bị cho tốt. Hai cậu từ lúc nào dính vào nhau vậy? Hai bạn muốn gọi gì? Hai cốc nước chanh. Vâng. Cậu chẳng phải là không quan tâm Tống Tử Kỳ sao? Vậy chó cậu nuôi từ bé là chạy theo người khác, cậu không lo sao? Tôi giận. Thì Tống Tử Kỳ cũng đừng mong sống tốt. Tôi có cách này. Cậu cũng đi chơi với người khác, cho cậu ấy tức. Cậu tổ chức một buổi họp mặt ấy, cậu mời hết tất cả mọi người trước mặt cậu ấy, nhưng lại không mời cậu ấy, xem cậu ấy có phản ứng gì. Cách hay đó. Vừa hay sắp tới sinh nhật tôi, vậy cuối tuần này tôi làm tiệc sinh nhật, lúc ấy cậu nhớ đến đó. Hai cậu quan hệ tốt như vậy từ lúc nào? Bạn của cậu cũng là bạn của tôi mà. Cậu có đến không? Đến chứ, tôi chắc chắn đến mà. Nước đến rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Được khách sáo. Sao các cậu cũng ở đây? Cũng không thấy nói năng gì. Cho tôi uống một ngụm, khát quá. Tự đi mà mua. Tôi uống Tống Tử Kỳ. Uống của cậu ngụm nước thì làm sao? Cậu keo kiệt vậy. Cảm ơn nhé. Đi thôi, về nhà. Cậu về một mình đi. Hôm nay tôi đi về cùng Khả Khả. Được thôi, vậy tôi về một mình đây. Chào. Cậu thấy đây có tính là hôn gián tiếp không? Được rồi, tôi biết rồi. Cậu cứ đợi tôi ở quán pizza đi. Không nói nữa, tắt máy đi. Alo Tư Việt, cậu không phải ở trại huấn luyện sao? Đúng rồi, cậu giúp tôi một việc trong trường quỷ nhỏ. Các bạn à, cuối tuần này tôi tổ chức tiệc sinh nhật, các cậu cùng đến nhé. Đến chứ, có ai thế? Có tôi, Đinh Tiễn và một bạn nữ bên lớp 12A10. Có ba đứa chúng tôi thôi, mọi người cùng đến nhé. Được thôi, được. Hai người họ chơi mấy hôm nay thôi. Cậu có đến không? Không xác định tiệc sinh nhật cậu làm thế nào? Tiệc sinh nhật của tôi, tiệc sinh nhật của tôi thì hát này, ăn uống, chơi pizza. Tóm lại các cậu thích làm gì thì làm. Các cậu cứ thả ga, ba của tôi trả hết. Đỉnh quá. Thật hay đùa vậy? Cậu đừng có lừa chúng tôi nhé. Lừa cậu làm gì, tôi làm chứng. Năm ngoái cậu khí thế hơn như vậy. Nói đạo lý cũng thú vị lắm. Vậy tính thêm tôi vào nhé. Tính cậu vào rồi. Các cậu còn ai nữa? Nhớ tìm tôi nhé. Tan học ấy. Gặp tôi nhé, gặp tôi nhé. Tan học đấy. Nương nương à, người chuẩn bị lễ đại thọ sao? Đội hình cũng hoành tráng quá. Có biết sau Quốc Khánh là đến kỳ thi tháng luôn không? Ai nấy thì được điểm tối đa hết sao? Đây là thế nào? Có được không? Không được, không được còn không ngoan ngoãn. Đi về làm bài tập đi. Hai em dậy rồi sao? Đến đây. Tiễn Tiễn, Sa Địch Kha Khả, mau vào đi. Không cần thay giày, nãy tôi đang lau sàn mà. Mau vào đi. Các cậu ngồi đi.
Nhà cậu không có ai sao? Mẹ tôi với em trai tôi ra ngoài. Ba tôi về khách sơn rồi. Sao các cậu lại đến đây? Đến chơi với cậu, ăn sinh nhật với cậu. Lần trước bị Mở Lưu mắng xong, các cậu chẳng phải là bảo không làm nữa mà. Đừng nói nữa, cái tên xanh Tống Tử Kỳ kia không có chút phản ứng nào. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến ba đứa mình. Cùng đi chơi mà. Nhưng mà tôi còn nhiều bài tập chưa làm xong lắm. Cậu bị hâm sao? Hôm nay là sinh nhật tôi đấy, đính tiễn. Phải đó, nếu thực sự không được nữa thì cậu đem bài tập theo rồi làm. Cũng được. Vậy chúng ta đi thôi. Đinh Tiễn, cậu định mặc như vậy để đi ăn sinh nhật với chúng tôi sao? Bộ quần áo này thì làm sao hả? Tôi biết ngay mà. Cũng may có chuẩn bị trước. Đây, mặc lên đi. Đây là cái gì? Cậu sinh nhật tôi mặc nó làm gì? Dù sao tôi mặc cũng không có ai nhìn. Cậu thử đi. Đợi một chút. Lại sao nữa vậy? Đầu bắt ức của cậu là làm thế nào vậy? Đừng nhắc nữa. Còn là chuyện gì được? Được rồi, để tôi giúp cậu chỉnh lại. Đi thôi. Chỉnh thế nào? Sửa lại cái đầu bắt ức này cho cậu. Vậy có khi nào nó lại... Hai cậu như vậy nữa là tôi về đấy. Đây là sinh nhật nhạt nhẽo nhất của tôi. Tôi thảm hại quá đi mất. Hay là tôi đi dạo phố với cậu? Không có gì hay ho. Vậy đi công viên trò chơi cũng không có gì hay. Vậy suốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi muốn đáo nhiệt, tôi muốn tiệc tùng. Tôi muốn cậu đấy đi chơi với tôi. Biết ngay là các cậu đang ở đây mà. Sinh nhật cậu mà. Người đâu? Thì sinh nhật bị hủy rồi. Cậu không phải là không đến sao? Tại sao tôi lại không đến? Năm nào sinh nhật cậu tôi đều có mặt mà. Tặng quà cho cậu này. Năm nay đừng có đòi tôi nữa đấy. Cậu làm sao vậy bà cô? Cậu ấy muốn náo nhiệt, muốn tiệc tùng, muốn mọi người chơi với cậu ấy. Tôi còn tưởng to tát đến đâu. Nào, vậy đi hát với tôi. Tôi gọi mấy đứa trong lớp tới nữa, gọi thêm vài người. Thật không? Được chứ. Tiễn Tiễn, chúng ta cùng đi thôi. Các cậu đi đi. Tôi phải làm xong cái đề này đã. Hôm nay sinh nhật tôi. Tôi muốn cậu cùng đi ăn mừng. Tôi cũng đâu có biết hát. Tôi sợ làm tục hứng các cậu. Để tôi thi tháng xong, nhất định sẽ bù đắp cho cậu. Tôi thề đấy. Cậu cho cô ấy về trước đi, cho người nhà đỡ lo. Đành vậy. Cậu về một mình nhớ cẩn thận đấy. Chúng tôi đi trước đây. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Châu Tư Diệt, sắp đến kỳ thi tháng rồi. Nếu lần này thi không tốt, ba mẹ có thể sẽ chuyển tôi đến ban xã hội. Tôi căng thẳng quá đi. Lấy cho tôi hai cái. Vâng. Đây, gửi bạn, cầm cẩn thận. Cảm ơn. Đi thôi. Xin chào, tôi lấy một bình nước. Vâng. Gửi bạn tiền. Cầm cẩn thận nhé. Vâng, cảm ơn. Xin chào, bạn muốn gì? Cho tôi một chai nước. Vâng. Điện thoại ở đây này. Đồ ăn trộm, đừng có chạy.
Alo, sao vậy? Tôi Việt, Đinh Tiễn bị người ta bám theo. Cô ấy ở đâu? Tôi qua đó trước. Đứng lại. Cậu đi tìm người. Ăn trộm trả điện thoại cho tôi. Tao không trả thì sao? Anh đến rồi à? Là anh. Đứng lại. Quay lại, xuống đây mau. Đừng chạy. Quay lại. Cậu đứng lại. Đứng lại cho tôi, cậu mau đứng lại. Tống Tử Kỳ, cậu mau đến đây đi. Xảy ra chuyện rồi. Mở cửa đi. Ra đây, mở cửa. Nhanh lên đi, ra đây. Mở cửa. Mau lên ra đây. Ra đây. Mày tưởng mày trốn trong đó là xong sao? Mở cửa đi, mau ra đây nhanh lên. Mở cửa. Mở cửa đi. Làm gì vậy? Mày chính là thằng lần trước nhỉ? Tao nói cho mày nghe, chuyện này không liên quan đến mày. Mau cút đi. Nếu tôi không đi thì sao? Mày làm gì vậy? Động tay động chân đúng không? Chết này. Động tay động chân à? Chết đi. Mày giỏi lắm nhỉ thằng ranh con. Giỏi quá này. Tư Diệt. Không sao chứ? Như vậy là không vui nhé. Làm gì vậy? Ai đây? Không muốn chết thì cút. Đi. Đi mau. Đinh Tiễn à? Đinh Tiễn, cậu không sao chứ? Làm tôi lo quá. Tôi đưa cậu về trước nhé. Mình cũng mau rút thôi. Lát nữa nó gọi người đến đấy. Đi thôi, đi. Đi thôi. Tôi còn chưa ăn sinh nhật nữa. Tôi dắt cậu đi ăn sinh nhật. Hát hò thôi mà, đi thôi. Được rồi, mau lên nhà đi. Cậu có bị thương ở đâu không? Không. Làm gì có chuyện đó được. Cậu yên tâm đi. Sau này bọn họ không dám đến tìm cậu nữa đâu. Cậu làm sao mà tìm được tôi vậy? Tưởng Trầm vô tình phát hiện có người theo dõi cậu nên gọi điện cho tôi. Tin nhắn tôi gửi cho cậu, cậu thấy chưa? Thấy rồi. Cậu đó, thư giãn đi. Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Lần trước điểm kiểm tra môn toán của tôi cũng được, cho nên kỳ thi tháng lần này tôi cũng không đến nổi. Xem ra không có tôi, cậu cũng thi được tốt mà. Đương nhiên rồi. Không phải. Nếu như có cậu ở bên cạnh thì sẽ tốt hơn nữa.
Được rồi, mau đi lên nhà đi. Được. Châu Tư Việt, cậu nhất định sẽ thi tốt thôi. Tôi cũng nhất định ở lại được Ban Tự Nhiên. Cố lên. Cố lên. Tôi đi đây. Mẹ, mẹ làm con hết hồn. Con còn biết đường về sao? Con, con mặc đồ của ai vậy? Bạn cùng lớp con. Hôm nay cậu ấy có sinh nhật, bọn con hẹn cùng nhau ra ngoài. Được đấy, con sắp thi thắng đến nơi rồi. Nếu con mà thi không tốt, con biết rồi. Mẹ, con sẽ chăm chỉ học hành mà. Alo, cậu về chưa? Tôi đang ở ký túc đây. Vậy cậu về có bị mắng không? Làm gì có, giáo viên không hề phát hiện luôn. Vậy thì tốt, nghe thấy cậu không sao thì tôi yên tâm rồi. Con không phải bảo là con học sao? Tự ý rời khỏi trại huấn luyện là cậu sẽ bị hủy bỏ tư cách đấy. Cậu có biết không? Cậu đi đâu? Suốt cuộc cậu có nói không? Cậu không nói. Cậu bây giờ chạy 10 vòng cho tôi. Tự kiểm điểm đi.